Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều, 2 tháng 1 năm 2004, 2 tháng 1 năm 2024, lãnh đạo quận Ninh Kiều đã đến khảo sát một số công trình trọng điểm. Đoàn đến khảo sát các công trình trường mầm non Tây Đô, trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Cư, trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thới Bình và một số công trình trọng điểm khác như nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, một số tuyến đường tại trung tâm thương mại Cái Khế. Các công trình này dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều nhấn mạnh, đây là các công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, cần được quan tâm thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ. Sau thời gian phát động thi đua đăng ký công trình, phần duyệt, đến nay trên địa bàn quận đã có 14 công trình, 32 phần duyệt đăng ký thực hiện. Trong đó cấp thành phố có 6 công trình, 2 phần duyệt, cấp quận có 8 công trình và 30 phần duyệt.